Hello anh em nha. Ông nào cũng gọi Facebook đây biết. Hello anh em nha. Về quá nào. Đây tủ bồ tủ giấc. Ngán. Bồ với bạch. Làm cho xong xe này anh em ơi. SH ý này, xong bây giờ nạp file mở tua luôn nha anh em. Mình vệ sinh cái này đã. Lắm cả nhà ơi. Nè em ăn cơm chưa? Lô cả nhà nha. Vệ sinh oxy nha anh em. Quẹt á, quẹt trong nhà ấy.
Remap anh em ơi. Ok, chào Mô Tô Quốc. Rồi. Ok, cái này Remap cộng 3 cộng 4%. Rồi, cái này chúng ta có thể ọp cái van IACV. Ọp luôn O2. Anh em ăn cơm chưa? Cả nhà ăn cơm chưa? Rồi ok, đang nạp phần mềm chip chủ MCU. À, làm kiếm thêm ít đồng nữa anh ơi. Sáng ở bảo dưỡng con EH này và đồng thời vệ sinh và đồng thời nạp nó cái file luôn. Còn con ngoài kia nữa. Đơn giản thì bữa giờ cứ nạp file mở tua liên tục thôi anh em ạ. Anh em nạp file mở tua được nhiều chưa? Con làm 5 xịt. Xin chào anh Hoàng Hải. Cứ tít 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 là lấy tiền thôi Hoàng Hải. Thức thì thầm. Đúng rồi anh Khánh Hòa, nghe tít tít là phê thôi. Cứ nghe tít tít là khoái lấy cơm em. Chăm anh điếu. Rất nhanh để có tiền ạ. Rồi ok, tích tắc. Rồi tắt khóa điện mở lên. Và cái này chúng ta nạp cái file vào thì nó không còn tiếng pẹt pẹt ở bô nữa nha anh em. Chứ bình thường những dòng xe SH ý này nó có pẹt pẹt ở bô nhá. Chúng ta nạp vào. Xe máy Tùng Hương có phốt bơm nước của SH ý không? Comment em chỉ chỗ mua. Hết bẹt bẹt ngay.
quá im thì thầm luôn, nạp cho cấp 2 vào, vệ sinh oxy cái, nẹt mấy cái anh em thấy bô, oxy kê ngay, còn con ghẻ này nữa, còn con đời nhà Tống này nữa, Tống Minh cái này bị turbo anh em. Này cũ quá, nghe không, đời nhà Tống. Cái này KTG 641. Rồi anh em nào cần thì comment inbox máy, hỗ trợ nhiệt tình cho anh em, tặng nhóm học online, nhanh ủng hộ máy Smart Tool. Không còn tiếng bẹt bẹt ở bô nhá anh em. Đấy, con ghẻ này nữa, con này con nhà Tống luôn. Tí lượm tiền nốt. Nguyễn Hải Minh comment làm kiểu gì thì comment. Khóa này hơi bị chập chờn cái mặt rồi. Khóa này bị ổ khóa nữa rồi. Lượm lúa. Giờ mua cơm mua nước về này anh em. Giờ mua cơm nước. Lâu lắm mới được SH ý. Bé giờ mới sửa được SH ý anh em. Còn con này nó bị òa ga này anh em. Vòng tua máy lên đôi khi 2.500-3.000. Góc mở cũng ga nó mở luôn. Rồi ra chạy thử có nhẹ không em. Bít cơm lắp cái rác ấy vào. Rồi ốc. Làm quả lốp luôn. Mở tua phải làm quả lốp. Đó. Ôi trời, thấy không? Anh em thấy không? Đồ ghê không? Thấy không? Chủ như châu điên đấy chứ. Mở xong như kiểu châu điên đấy. Xe này con thuyền mà ăn dần. Mới này đời nhà Tống thuyền. Em toàn là sửa thuyền không. Nhẹ không? Làm quả lốp luôn. Làm quả lốp luôn. Đi cho nó chống chày, chống té. Xác nặng. Làm quả lốp cho nó bám đường luôn anh em.
mở tua phải làm quả lốp. Để tắt máy nhẹ không? Giờ em mới thấy xe đó đúng không ạ? Nó như con thuyền đúng không? Múc vô ăn cơm em. Chạy rào nó phát, múc vô ăn cơm. Chạy rào nó phát. Múc vô, xiết vô. Xin cái bát này vô. Cái này hư cái giòn đầu anh em ơi. Hết giòn đầu rồi, mùa Covid. Hư giòn nắp chao rồi. Nóng quá, cao su nó bị chai. Cái này anh em nào hay sửa SH nhập về khoảng 10 cái, 20 cái giòn nắp chao, chúng ta thay vào. Đừng có dán keo, mấy cái này dán keo chịu không nổi đâu. Đấy, mua ít giòn nắp chao, cao su. Xong chưa? Bỏ vô. Có khóa là tí cho miếng nhớt, nó bị chập trầu. Bên này tỏi ra này. À, xe đó chắc phải 7 tỷ anh nhỉ, chẳng biết. Mà xe mới xe này mua thì em không có tiền mua. Em không có mua, người ta bán thì em chẳng mua được. Ba mươi chín, thần tài nhỏ, thần tài lớn. Cái này đi ba con này chết tiền. Khách hàng mà cứ đi ba con này lâu lâu nó chết quặn chết sạc, nó hư turbo thì chết tiền. Mang mà quăng xuống sông xuống biển bán khoảng 30-40 cái gạ rồi. Nhìn nó khủng khiếp quá, mang tiếng SH. Con này thì anh em mua con này đi thì thay vì mua con Honda mà đi cho nó sướng, mua con A Black hoặc là Valio mà chạy. À, đúng không? Tức thì thầm. Chứ bây giờ khách hàng đi với con này thì chết tiền. Máy nó bổ một lần cứ 5 củ, 6 củ, 7 củ tùy theo nơi. Rồi turbo, rồi bơm xăng, lọc xăng, sạc, chuyên chết và cuộn. Con này còn được được tí. Mua con Việt Nam mà chạy cho nó sướng. Đây này, làm con này này. Làm con này gái nó còn đi ngay này. Mang tiếng cái Việt Nam nhưng gái nó vẫn leo. Con này thì nó nát quá rồi. Đây con này còn ok này. Con này hai đĩa. Con này thì chạy chụa thôi. Con này nhìn kinh khủng quá. Con này khéo chạy sôi cả nước ra đây. Ờ, con này mà nguyên làm đường nước mới bổ máy mới làm turbo thì cũng chết. Chắc khách cho xe luôn. Cái này mình xử lý òa ga thôi nha anh em. Xử lý òa ga lấy tiền. Ui dồi ôi. Silicone. Chống bùn nước. Nhìn như con rết ấy. Tao mình nhớ vô nha. Đi mấy con này chỉ có tổ chết cuộn điện, sạc, turbo hư như vặt. Lắc mạnh vào mấy cái. Giao xe rồi. Cũ quá rồi.
Và anh em hiểu không ạ? Bởi vì những cái này hoạt động lâu nó hư thôi, bởi vì nó nằm gần ở cái động cơ nên ở nhiệt độ bốc lên nó nóng thì những cái con này chạy lâu ngày sẽ già đi. Những cái chân và đồng thời những giá trị con đi chợ nó sẽ báo sai. Và sửa khá là phê. Anh em hiểu không ạ? Đó, turbo. Vàng Galanti, cả bím mắp, IAT, TBS nằm nguyên khối trong này. Lâu thì nó phải tiêu thôi, bởi vì nó nằm ở gần cái động cơ, hơi nóng nhiệt phà lên thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái linh kiện và kể cả lâu ngày hoạt động già nua điện trở sẽ sai và đồng thời sẽ là bong những cái chân. Thì cái này anh em hãy mang tới cái chỗ mà chuyên turbo nhé, chuyên sửa IC turbo. Còn những cái nơi mà mới tháo ra để nghịch nghịch chẹt chẹt thì không ăn thua đâu. Đấy. Những cái nơi người ta làm, người ta bảo hành cho chúng ta 1 năm đấy. Chưa, cái gì anh trai? Gì vậy? Vì sao xe vì sao? Nó sọc 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 hay sao? Sọc sọc à? Nó nóng quá nó không chạy. Chị đâu rồi, anh đi với ai vậy? Rồi đi về đi, để đó. Ô, hàn giờ này thua rồi, mỏ hàn nó hư hết rồi. Để bữa nào chạy xuống lấy xe kia hàng về ăn cơm đi. Rồi để tí lính nào cho lính trong kia đang ăn cơm có thằng kìa. Rồi thì im mất. Về đi, đi về, đi về. Về vợ chồng nó ngủ rồi, chưa ra chưa nắng này mà làm cái gì. 4 tháng Covid hả?
Xe nó còn chạy không tay ga Xuân Dần ơi? Rồi anh em mình cơ đi. Bye bye ở nhà nhá. Xin chào nhá.